mọi người nhớ bạn Yến thương. Hôm nay Yến cắm bàn chính xong rồi, giờ để cho Bin cắm. Bin đang cắm chính nến. Hai sơ đã hoàn tất xong cái bình rồi, chú xé đứt mẹ rồi. Rồi tới bình bình chúa với lại bàn học nữa. Bạn Yến đang quay phim. Bạn Yến chỉ lú cái mặt bạn Yến lên vậy thôi, cho mọi người nhớ bạn Yến đó này. Mọi người nhớ bạn Yến không? Quấn thêm mấy vòng nữa sơ, chứ không nó tuột á. Quấn luôn, cầm vậy, bấu vậy rồi, quấn vòng tròn luôn. Đúng rồi. Cái cây gì ta? Cái lá... Sơn tùng à? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Có không? Có mua không? Không mua. Tại sao chạy ra khỏi chợ để... Giờ bạn Bin cắm bàn thờ là hơi bị xiên luôn. Ủa hình như hồi nãy em thấy cái cây quay phim quá đó.
cơ thể nó còn non. Ừ, còn non cho nên nó chưa có bung được, nó cứng nhắc à. Mà bung mạnh xíu cái nó gãy luôn. Chỗ đó anh phải cuộn lại.